Nhắc tới nụ cười là ta thường luôn tự động liên tưởng nó tới niềm vui. Nhưng có những lúc, cười chưa hẳn đã là vui. Ấy là khi một người đã phải chống chịu với hội chứng được gọi là trầm cảm cười. Nhìn bên ngoài, người ấy có thể trông rất vui vẻ, tích cực đến mức mà không ai nghĩ rằng tận sâu bên trong nội tâm người ấy là một bóng tối đáng sợ mang tên trầm cảm. Theo một cách nào đó, trầm cảm cười có thể còn đáng sợ hơn, vì hầu như không ai trong số những người xung quanh có thể nhận ra để có thể giúp đỡ. Vậy trầm cảm cười có thể tác động đến cuộc sống và cách suy nghĩ của một người như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu về điều ấy thông qua bài viết Nụ cười có thực sự là niềm vui của tác giả Sam Wan được đăng tải trên website Spiderroom nhé. Đây cũng là những lời nhắn của tác giả gửi tới một người bạn của mình. Người mà luôn phải đeo trên mình chiếc mặt nạ cười, thậm chí còn xăm lên mình hình ảnh ấy. Với kinh nghiệm 7 năm xây dựng cộng đồng và am hiểu người trẻ, Spiderroom trân trọng giới thiệu Spiderroom Media, cầu nối giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng trẻ. Spiderroom Media sẽ đem tới hai sản phẩm chính: gói tiêu chuẩn và gói chiến lược. Với gói tiêu chuẩn, bạn sẽ đồng hành cùng Spiderroom Media thực hiện chiến dịch truyền thông đa nền tảng trên hệ thống Spiderroom, bao gồm website, YouTube và các nền tảng mạng xã hội. Với gói chiến lược, Spiderroom sẽ giúp bạn tư vấn, quản trị đến thực thi các chiến dịch phù hợp với từng nhu cầu của doanh nghiệp. Tìm hiểu thêm về Spiderroom và các cơ hội hợp tác tại website spiderroom.com và các nền tảng khác. Trầm cảm cười là gì? Nó khác gì so với trầm cảm? Để biết trầm cảm cười, smiling depression là gì, thì chúng ta phải hiểu trầm cảm là như thế nào đã. Trầm cảm, depression, được biết đến như là một rối loạn về cảm xúc, có đặc điểm chung là mang đến những cảm giác buồn bã, mất hứng thú trong thời gian dài. Khác với buồn bã, cảm xúc buồn của những người đang phải đối mặt với trầm cảm không qua đi một cách mau chóng, mà luôn đọng lại trong tâm trí họ, khiến họ luôn suy tư trăn trở. Chính vì luôn suy tư như thế, nên biểu hiện bên ngoài của họ thường được mọi người miêu tả là sao lúc nào trông mày cũng ủ rột thế, cười lên thì có chết ai đâu mà suốt ngày mặt cứ đăm đăm nhở. Tao đùa một chút thôi mà làm sao mà mày phản ứng ghê thế. Hay nói ngắn gọn hơn, họ thường bị gọi là những kẻ lập dị, nhẹ nhàng hơn thì là kém hòa đồng. Thế nhưng sẽ như thế nào nếu tất cả những biểu hiện ấy được che giấu một cách hoàn hảo và triệt để hoàn toàn? Đấy chính là cách cơ bản nhất để bạn có thể hình dung về một người đang phải chịu đựng trầm cảm cười. Bề ngoài họ có thể trông rất vui vẻ, rất hòa đồng, thế nhưng trong lòng lại vô cùng sầu muộn. Những trường hợp ngoài kia. Hẳn là bạn đều biết đến các tập truyện của chú mèo máy thần kỳ Doraemon với những bảo bối thần kỳ, những phép màu từ tương lai. Trong vô số những bảo bối từ trí tưởng tượng ấy, thứ bật lên trong đầu mình ngay lúc viết tiêu đề của mục này chính là gậy xoa dịu. Bảo bối giúp Cheyenne trở nên vui vẻ kể cả khi bị Sanrio chọc giận. Những ai xem qua tập phim hoặc đọc chuyện này rồi thì sẽ nhận ra rằng thực ra cây gậy ấy chẳng giúp Cheyenne xoa dịu cơn giận, mà chỉ khiến cơn giận ấy ngày càng tích lũy và tích lũy dần đến cuối cùng trở nên bùng nổ mà thôi. Thực tế cũng như vậy, khi bạn muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện, muốn giải tỏa những căng thẳng, thế nhưng thứ nhận được từ những người kia lại là tao không có thời gian, để khi khác nhá. Im đi, dài lắm thôi mày đừng kể, có những người còn khổ hơn mày. Hoặc là sự im lặng. Có thể một vài lần sau bạn vẫn cố gắng kiên trì kể họ nghe, thế nhưng nếu liên tục 10 lần, 20 lần, lần nào cũng bị chặn họng như thế, thì liệu bạn có còn hứng thú nữa không? Mình thực sự rất khâm phục những người có thể kiên trì được đến lần thứ 10. Ngày qua ngày, những cơn giận, những điều muốn nói, những điều chưa nói, những thứ muốn giải bày, tất cả đều đã được nén lại, gói bên ngoài là vỏ bọc của nụ cười cùng với những câu trả lời hời hợt. Tôi vẫn ổn, không sao đâu. Và những người ấy thật sự cho rằng mọi thứ vẫn ổn và không hề nhận ra bất cứ điều gì, vì từ đầu họ đã chẳng để tâm. Có người bảo tôi, mày không nói thì làm sao mà tao biết? Thật sự thì tôi muốn hét vào mặt họ rằng tao đã cố gắng rất nhiều lần để nói rồi, thế nhưng mà có bao giờ mà chịu ngồi nghe đâu. Mày thật sự nghĩ là sau ngần ấy những lần chặn họng thì tao còn muốn kể cho mày ngay bất cứ chuyện gì à? Để lại như lần trước sao? Để rồi cuối cùng họ trở thành người muốn kể trong thế giới không muốn nghe. Gửi người bạn của tôi, nếu cậu muốn kể một câu chuyện mà đang tìm người nghe,
dù bất cứ đâu, bất cứ khi nào, mình đều muốn được nghe câu chuyện ấy. Áp lực tạo nên kim cương. Mình đã từng nghe qua câu nói trên ít nhất là một lần, nếu không muốn nói là rất rất nhiều lần. Nó thường được dùng để động viên những người đang trong trạng thái chán trường. Bản thân tôi thấy câu này ấy vô cùng buồn cười, thậm chí nó còn chẳng làm nổi cái ý định động viên ấy nữa. Tại sao lại bảo câu này ấy buồn cười? Tôi thực sự muốn hỏi những người cứ mở miệng ra là áp lực tạo nên kim cương rằng bạn thực sự nghĩ rằng ai cũng là carbon để có thể chịu áp lực hay sao? Bạn thực sự nghĩ rằng kim cương không thể bị nghiền nát trước áp lực hay sao? Bạn thực sự đang động viên đấy à? Mình nghĩ là sẽ có nhiều người vào đây và bảo với mình rằng không áp lực thì làm sao thành công? Thế thì còn phải xem thành công của bạn là như thế nào nữa. Sống giàu sang là thành công, trở thành người có ảnh hưởng là thành công, sống được làm điều mình thích là thành công. Còn sống đã là thành công. Mỗi người đều có định nghĩa riêng về thành công, thế tại sao lại áp đặt nó lên người khác? Chắc những ai xem tin tức đều đã biết tin tức về việc một nam sinh tự tử vì áp lực học hành ngay trước mắt người bố rồi. Tôi không nói về đúng sai trong việc này, mỗi người đều có nhận định và đánh giá riêng. Tôi chỉ muốn lấy làm ví dụ cho việc đến kim cương cũng bị nghiền nát. Cậu bé này với tôi là ví dụ rõ ràng nhất cho ít nhất hai trường hợp: nội tâm bị đè nén và những kỳ vọng vô lý. Ngay trong bài báo ấy đã thấy rõ, trước khi cậu ấy có quyết định chấm dứt mọi thứ, cậu ấy vẫn muốn nói chuyện với bố. Thế nhưng mà để tôi đoán những gì cậu ấy nghe được từ bố mình nhé. Sau bài kiểm tra toán vừa rồi con chỉ được có 9 điểm rưỡi thế, cố gắng hơn nhé. Con vừa mới mất hạng nhất của lớp đấy, không đi chơi đâu cả. Tất cả đấy không phải sự quan tâm, mà chỉ là kỳ vọng vô lý từ những bậc bề trên thôi. Có thể chúng ta sẽ tìm hiểu về việc quan tâm đúng cách sau nhé. Ông bà ta đã có câu, cái gì quá cũng không tốt, để chỉ rằng mọi thứ tốt nhất nên giữ ở trạng thái cân bằng. Tại sao lại cứ bắt họ phải nạp vào những cái áp lực mà lại không cho phép họ giải tỏa áp lực vậy? Lại còn có cả những người, mày cứ giải tỏa đi có ai cấm đâu. Thế giải tỏa với ai thì bạn lại không nói. Tôi không thể nào nhìn cái chai xong rồi kể chuyện với nó được. Áp lực về sự thành công hay rộng hơn là áp lực về cơm áo gạo tiền đã khiến mọi người dần lao vào cái vòng tuần hoàn ác tính, nơi mà đồng tiền biến thành thước đo cho sự hạnh phúc. Ai cũng lao đi kiếm tiền, cả tôi cũng thế thôi, mà bỏ quên mất đứa trẻ bên trong mình. Với tôi thì đồng tiền chỉ là điều kiện cần, chứ không phải là điều kiện đủ cho sự hạnh phúc, hoặc ít nhất là không buồn. Cho những kẻ mang lý luận có tiền là được, để rõ nhất, tôi sẽ lấy Avicii, sinh năm 1989, mất năm 2018, làm ví dụ cho việc có tiền chưa chắc đã hạnh phúc. Thật ra là có cả áp lực của người nổi tiếng và nhiều thứ khác nữa. Những bài hát của anh đều có ý động viên người khác, thế nhưng bản thân anh lại không thể tự động viên chính mình. Suy cho cùng, con người ta có thể tích cực động viên người khác, nhưng với bản thân mình thì chưa chắc. Anh có một câu hát trong bài The Night mà tôi rất thích, thế nên tôi sẽ trích dẫn bên dưới nhé. One day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. Những trường hợp khác. Áp lực mẹ chồng nàng dâu. Những người mẹ chồng trong phim Việt Nam thật sự thì tôi không biết người mẹ nào lại làm khó con gái mình nữa. Lấy về rồi nên là cũng tính là con cái trong nhà cả đúng không? Tôi không biết tại sao đều cùng là phụ nữ, đúng ra việc cảm thông và chia sẻ nó phải dễ dàng hơn. Chứ đấy là còn chưa kể đó là con dâu mình. Và rồi áp lực này lại biến thành người đàn ông hòa giải, khi mà người chồng vừa phải cân bằng giữa mẹ và vợ lại là một câu chuyện dài. Những cặp vợ chồng danh nghĩa. Đã bao giờ bạn lướt Facebook thấy một cô gái, một chàng trai với cài đặt hẹn hò với nhau, thế nhưng trong mọi bức hình, trong mọi sự kiện lại chẳng hề thấy mặt nhau chưa? Tôi thực sự muốn biết liệu cô ấy có đang thực sự hạnh phúc không, hay cũng chỉ là đang cố diễn một vở kịch cho mọi người xem. Áp lực người đàn ông trụ cột gia đình. Chúng ta đang sống trong thời đại mà sự bình đẳng đang lên ngôi, thế nhưng đâu đấy ngoài kia vẫn có những con người với suy nghĩ đàn ông phải là trụ cột gia đình chứ, vẫn đang tồn tại. Và thường họ còn đi kèm với cái tư tưởng phụ nữ phải biết bếp núc chứ. Không, với tôi thì mọi người đều có thể làm những gì mình muốn. Đàn ông có thể nấu bếp, phụ nữ vẫn có thể làm trụ cột. Và sẽ thật tuyệt nếu cả hai cùng san sẻ cho nhau những gánh nặng và những buồn lo. Những người đang che giấu bí mật, có thể là những cặp đôi chưa dám come out, những điều thầm kín của một ai đó kể cho bạn nghe, hoặc phát hiện được bí mật của ai đó. Suy cho cùng thì chúng ta đều cần có người lắng nghe mà. Sự ngạc nhiên nực cười.
Cho đến khi tất cả những áp lực, những dồn nén ấy cuối cùng cũng được giải phóng theo một cách mà không bao giờ có thể làm lại nữa. Họ chấm dứt mọi thứ, kể cả sự sống của bản thân. Những con người mỏng manh ấy giải tỏa như thế nào nếu chẳng có ai chịu lắng nghe? Khởi đầu có thể chỉ là to tiếng quát mắng, sau đó đến đập phá đồ đạc, nhưng chẳng đỡ được bao nhiêu đâu. Rồi có lúc sẽ đến self-harm. Self-harm ý chỉ những người chọn cách chuyển hóa nỗi đau tinh thần thành nỗi đau thể xác. Nó thật sự đỡ hơn rất nhiều đấy. Và đến một ngày, cả cơ thể lẫn tâm trí đều chằng chịt những vết thương, thì thứ gì đến cũng sẽ đến. Mình có một cô bạn. Lúc mình gặp cô ấy thì không biết cô ấy đã phải trải qua những điều tồi tệ gì. Nhưng mà tin mình đi, mình thật sự thấy được những vết sạch tay trên cổ tay của cô ấy. Đúng hơn là những vết sẹo còn lại trên tay cô ấy. Có người bảo đấy là điều dại dột, là này là kia. Thế có ai thử hiểu cho cảm xúc của cô ấy chưa? Tôi không hiểu, những người chỉ trích cô ấy chắc là không hiểu. Chắc chỉ có mình cô ấy có thể hiểu được thôi. Cô ấy chỉ mỉm cười, không sao hết á. Thế nhưng mà cô ấy cũng không bao giờ nói chuyện với tôi nữa luôn. Có vẻ như là tôi đã chạm vào thứ mà chưa được phép chạm vào mất rồi. Thế nên bạn nào mà được người khác chọn để nghe kể chuyện thì chứng tỏ họ rất xem trọng bạn đấy. Cái ngày mà mọi đau đớn rằng xé ấy được giải thoát thì thế giới này lại, ôi đám trẻ con ngày nay thật yếu đuối, có thế mà cũng nghĩ không thông, hôm qua trông cậu ấy còn rất vui vẻ mà, tôi không tin. Thực sự thì tôi chỉ muốn hỏi rằng mấy người bị ngu à? Lúc ấy họ đã không chịu nổi nữa rồi, ngay đến cả bản năng muốn sống họ còn có thể từ bỏ, thì còn điều gì khiến họ lưu luyến nữa? Tôi muốn hỏi rằng liệu họ có khả năng đồng cảm hay không, có khả năng bao dung hay không mà có thể nói ra những lời như thế? Chẳng nhẽ họ thực sự không hiểu rằng những con người mỏng manh ấy đã phải chịu đựng những áp lực khủng khiếp đến như thế nào? Họ đã chịu đủ rồi. Gửi bạn tôi, tôi rất sợ một ngày nào đó việc self-harm của cậu từ rạch tay trở thành những thứ khác lắm. Tôi sợ một ngày nào đó sẽ không thấy cậu nữa. Cho nên xin cậu, nghe hơi nực cười, nhưng mà có thể vì tôi mà đừng tự làm đau mình được không? Những câu hỏi không ai trả lời. Ngoài kia còn có người khổ hơn mày nhiều đấy. Thật sự thì cái người mà nói câu này có nghĩ gì trước khi nói không vậy? Nói như thế thì chẳng khác nào bảo là mày ngậm mồm mày vào đi, mày phải chịu nhiều áp lực hơn nữa thì mới được quyền than vãn. Mà thật ra thì cũng chẳng có quyền, vì ngoài kia có người khổ hơn đã trở thành lý luận của họ mất rồi. Lý luận của những người mở miệng ra là có người còn khổ hơn mày là gì vậy? Nó không hề mang nghĩa động viên hay là lời an ủi nào cả. Nó chỉ là cú tát thẳng vào mặt những người đang cố gắng giải tỏa áp lực mà thôi. Rồi cái câu, sao mày không nghĩ thoáng lên, dùng để làm gì vậy? Tao đã và đang phải chịu rất nhiều thứ rồi. Cái thoáng ở đây là quên đi tất cả mọi thứ tiêu cực và chỉ nghĩ đến điều tích cực thôi á. Nói quên phát là, bùm, chào cậu, tôi là someone, một người siêu tích cực đây, xuất hiện à? Không, với tôi thì mọi thứ nó không vận hành như thế. Cho bạn, cho tôi và cho chúng ta. Suy cho cùng thì cả trầm cảm và trầm cảm cười đều là những tâm bệnh, những căn bệnh của thời đại, nơi những điều độc hại, những giá trị vật chất lên ngôi. Thế nên việc chữa hay ít nhất là giảm bớt khả năng của nó đều nằm trong mỗi người. Không thể cứ bảo một người đang phải chịu đựng trầm cảm là uống thuốc vào là khỏi. Thuốc trị trầm cảm thực ra cũng chẳng khác nào gậy xoa dịu của Doraemon cả. Nó chỉ ức chế thần kinh người sử dụng, làm người sử dụng quên đi vấn đề. Thậm chí nó còn có tác dụng phụ để cuối cùng mọi thứ xa tầm với. Cho bạn, hãy ích kỷ lên nhé bạn tôi ơi. Đúng đấy, bạn không nghe lầm đâu. Thế nhưng ích kỷ cũng không có nghĩa là trở thành người xấu tính. Tôi sẽ lại nói về cô bạn ấy nhé. Người với tôi có thể nói là rất tuyệt vời, người lo nghĩ cho cảm xúc của người khác. Thế nhưng cô ấy lại quên mất bản thân mình. Cô ấy đi làm mệt nhoài 12 tiếng từ 8 giờ sáng đến mãi 8 giờ tối mới về. Nếu là tôi thì chỉ muốn tắt điện thoại, ăn uống, ngủ nghỉ, dành thời gian cho riêng mình thôi. Thế nhưng với cô ấy thì không. Có lẽ như bây giờ mọi thứ mới bắt đầu. Những tin nhắn, những cuộc gọi bắt đầu reo lên. Cô ấy phải gạt sự mệt mỏi ấy sang một bên, đeo lên chiếc mặt nạ cười, tiếp tục một ngày mệt mỏi. Tôi thực sự khâm phục sức chịu đựng của cô ấy. Có người bảo, cứ từ chối là được mà. Nếu có thể dễ dàng từ chối được như thế, nếu cô ấy có thể ích kỷ cho bản thân mình như thế, thì tốt biết mấy. Nhưng mọi thứ nó không vận hành như vậy.
Có những người, những mối quan hệ, bạn không chỉ đơn giản từ chối là xong. Tôi tin chắc rằng ngoài kia cũng có rất nhiều người giống với cô bạn ấy của tôi, phải chấp nhận đến những nơi mình không muốn đến, gặp những kẻ mà mình không muốn gặp. Thế nên tôi mong rằng người bạn của tôi có thể ích kỷ lên được không? Cứ kệ mẹ những lời đánh giá, những lời soi mói, những kẻ không sống cuộc đời của cậu, những kẻ không phải chịu đựng những nỗi đau giống cậu, những kẻ chỉ biết mang đến tiêu cực cho cậu. Cứ làm những gì mình muốn đi, cứ làm những gì mình cho là đúng đi. Dĩ nhiên là vẫn phải đúng pháp luật. Đọc những gì mình muốn, nghe những gì mình thích, dĩ nhiên là cả cái này nữa. Đến những nơi mình muốn, dám ghét những kẻ mình ghét, vì suy cho cùng thì họ và tôi đều không sống cuộc đời của bạn, không gánh chịu nỗi đau như bạn. Thế nên ý kiến của họ và tôi đều chỉ là tương đối thôi, cả cái này nữa. Và đây cũng không phải kim chỉ nam cho bất cứ điều gì đâu. Rồi một ngày nào đó, cậu sẽ gặp được người khiến cậu có thể thoải mái mà là chính mình. Thoải mái được khóc, thoải mái được cười, thoải mái được giận, thoải mái được phát tiết, thoải mái làm bất cứ điều gì cậu có thể nghĩ ra. Thật đấy, tôi tin chắc là như thế. Cho tôi, đừng quá tự phụ vào khả năng của chính mình. Rất có thể mày chính là lọ thuốc độc với nhiều người đấy. Ai cũng có phức cảm tự ti, ai cũng có vùng an toàn của riêng mình. Mày chưa được phép mà đã bước qua, để rồi mọi thứ... Đừng quá tự tin vào khả năng dung nạp những điều tiêu cực. Cho chúng ta, mọi người đều có thể là thuốc giải. Chúng ta không thể nào cứ nói xã hội độc hại mãn tính thì có thể tách mình ra khỏi nó được. Chúng ta tương tác lẫn nhau, chúng ta ảnh hưởng lẫn nhau. Thế nên mong cho mỗi chúng ta đều có thể là một lọ thuốc giải, hoặc ít nhất đừng là một lọ thuốc độc. Đây cũng là một loại kỳ vọng, thế nên nghe hay không nghe, bạn phải quyết định rồi. Thật ra thì mình không biết gì về thế giới này, cũng như cũng chẳng biết gì về cậu. Ở thực ra cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là biết quá ít để có thể tự nhận là biết gì đó. Thế nhưng mong rằng bài viết này sẽ đến được với cậu. Mong cậu có thể viết tiếp những hàng chữ còn trống theo cách của mình. Tôi chỉ là một kẻ lo chuyện bao đồng thôi, nhưng mà có thể còn có rất nhiều điều thiếu sót. Nhưng cảm ơn cậu vì đã đọc đến đây. Hẹn gặp lại. Trầm cảm cười nói riêng và trầm cảm nói chung thực sự đúng là những vấn đề nghiêm trọng và nan giải đối với sức khỏe tinh thần của một người. Để vượt qua được con quái vật mang tên trầm cảm, dù ở hình thức nào đi chăng nữa, thì cũng là một việc không hề dễ dàng. Việc có nhiều người vẫn chưa thực sự hiểu đúng về trầm cảm, hay đặc biệt hơn là trầm cảm cười, cũng là một phần lý do tạo nên những sự khó khăn đó. Vì vậy, bài viết gấp của tác giả Samwan đã được nhiều độc giả trên Spider Room đón nhận rất tích cực, vì nó đã giúp nhiều người hiểu biết hơn về trầm cảm. Với cùng mong muốn đó, hy vọng video này có thể cung cấp thêm cho các khán giả của kênh YouTube Spider Room hiểu thêm một chút về trầm cảm. Và nếu các bạn muốn chia sẻ bất cứ điều gì, đừng ngại comment bên dưới phần bình luận của video nhé. Và mình là Khánh Linh. Bye!